Tin từ báo Đồng Khởi cho hay, phát hiện đối tượng vận chuyển 46 thi hài từ Thành phố Hồ Chí Minh về Bến Tre để hỏa táng. Thì công an thành phố Bến Tre đang tiến hành củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định pháp luật đối với Lê Phúc Hậu, 28 tuổi, ngụ huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long. Trong khoảng thời gian từ 9 giờ ngày 15 tháng 8 đến 0 giờ 30 ngày 16 tháng 8, công an xã Phú Hưng nhận được tin từ cơ sở hỏa táng Phúc Lạc Viên, xã Phú Hưng, thành phố Bến Tre tiếp nhận 46 thi hài từ Thành phố Hồ Chí Minh tới hợp đồng hỏa táng thiêu xác. Chở thi hài là tài xế Lê Phúc Hậu, lái xe tải biển số kiểm soát 64C07784, thì Hậu là tài xế xe tải được cấp giấy ưu tiên hoạt động trên luồng xanh. Hậu cũng đã có xét nghiệm kết quả âm tính với SARS-CoV-2 từ ngày 13 tháng 8. Thì sáng ngày 15 tháng 8, Hậu lái xe biển số 64C07784 chở 18 thi hài Thành phố Hồ Chí Minh tới cơ sở hỏa táng Phúc Lạc Viên để thiêu. Thì chưa có hợp đồng trước đó với cơ sở, thì 18 thi hài này có địa chỉ khác nhau tại Thành phố Hồ Chí Minh, trong đó có 13 trường hợp tử vong do Covid-19. Hậu cho biết đã tới hai cơ sở hỏa táng ở Long An và Tiền Giang nhưng đã quá tải. Thì 4 giờ chiều ngày hôm qua 15 tháng 8, cơ sở hỏa táng này tiếp nhận thêm 10 thi hài từ Thành phố Hồ Chí Minh do Hậu chở đến. Thì sau đó khoảng 0 giờ 30 ngày 16 tháng 8, cơ sở hỏa táng Phúc Lạc Viên đã nhận tiếp 18 thi hài từ Thành phố Hồ Chí Minh về cũng do Hậu chở tới. Thì cơ quan chức năng đã phát hiện vụ việc khi đã đến điểm cuối cơ sở hỏa táng, trong đó 41 trên 46 thi hài đã chết do mắc Covid-19. Đến 7 giờ ngày 16 tháng 8, cơ sở hỏa táng đã nhận được 18 trên 46 thi hài, đã thống nhất để lại cho cơ sở tiếp tục hỏa táng. Thì theo nguồn tin từ công an, Lê Phúc Hậu đã vi phạm về việc chưa thực hiện thông báo với Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật của tỉnh theo quyết định số 5188 trên QĐ BIT ngày 14 tháng 12 năm 2020 của Bộ Y tế là hướng dẫn kiểm soát lây lan SARS-CoV-2 trong cơ sở khám chữa bệnh. Đồng thời, Hậu cũng đã vi phạm điểm A khoảng 3 điều 16 nghị định 117 quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực y tế.